Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa bài tập của bài 1 tập hợp quy các số hữu tỉ. Của chương 1 số hữu tỉ. Trang 10, trang 11. Phần bài tập này cũng có rất là nhiều bài, từ bài 3 đến bài 10. Thì chúng ta sẽ chữa chia làm 2 tiết. Tiết 1 chúng ta sẽ làm đến bài tập số 5. Còn từ bài 6 đến bài 10 chúng ta sẽ làm trong tiết tiếp theo. Vì nó rất là dài. Video này chúng ta sẽ chữa từ bài 1 đến bài 5. Bài tập trang 10. Bài tập 1, các số 13, âm 29, âm 2,1, 2,28, âm 12, âm 18, 12 phần 2,18 có là số hữu tỉ không? Vì sao? Chúng ta trả lời các số đã cho là số hữu tỉ. Vì các số đó đều viết được dưới dạng phân số. Đấy, bài này chính là ta ôn lại cái khái niệm số hữu tỉ. Số hữu tỉ là các số được viết dưới dạng phân số. Số nào viết được dưới dạng phân số thì nó là số hữu tỉ. Tất cả các số này đều viết được dưới dạng phân số, đúng không? 13 thì có thể viết thành 13/1. Đấy, bất kỳ một số nguyên hay tự nhiên nào đều có thể viết dưới dạng phân số là 1, với mẫu số là 1. Tiếp theo âm 29 thì ta có thể viết được dưới dạng là âm 29/1. Đấy. Âm 2,1. Số thập phân đưa về dạng phân số sẽ bằng âm 21/10. Đấy. Phần thập phân là một chữ số, ta cứ việc đưa về mẫu là 10, bỏ số 0 đi, bỏ dấu phẩy đi nha. 2,28. Chúng ta cũng bỏ dấu phẩy đi. Trên tử là 228. Dưới mẫu phần thập phân có hai chữ số thì ta chia cho 100, đúng không? Vậy bằng 228/100. Tiếp theo là âm 12/18 thì vẫn là nó rồi, đúng không? Vẫn là chính nó. Tiếp theo, bài tập số 2. Bài 2 trang 10. Chọn ký hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp cho mỗi ô trống. Ở đây, ý A này. 21 có thuộc tập hợp quy các số hữu tỉ không? Quy, chúng ta chú ý nha, tập hợp số hữu tỉ này. N là số nguyên, là số tự nhiên, Z là số nguyên. Vậy 21 có là số hữu tỉ hay không? 21 tất cả các số nguyên, đúng không? Và số tự nhiên, số thập phân, phân số đều có thể đưa về dạng phân số và nó đều là số hữu tỉ. Vậy đây là số tự nhiên, đúng không? Có thể viết được dưới dạng phân số là 21/1, đúng không? Vậy nó sẽ là số hữu tỉ. Vậy nó sẽ thuộc tập hợp quy số hữu tỉ. Ý B, âm 7 có thuộc N hay không? N là tập hợp số tự nhiên. Tập hợp số tự nhiên là các số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, v.v. Đúng không? Là các số tự nhiên, không có số âm. Như vậy, âm 7 không thuộc tập hợp số tự nhiên N. Đấy. Mà âm 7 nó là số nguyên nhé. Tiếp theo ý C, âm 5/7, 5/7 đấy, có thuộc tập hợp Z là tập hợp các số nguyên hay không? Z là tập hợp số nguyên. Tập hợp số nguyên là các số bao gồm các số tự nhiên, đúng không?
và các số âm, nguyên âm. 0 này, âm 1 này, đúng không? Âm 2 vân 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 vân, đúng không? Ngược về đường này. Âm 2 này, âm 3 vân vân vân, các âm 4, âm 5, âm 6, 7, đúng không? Chứ nó không có phân số, đúng không? Đây là 5 phần âm 7, nên là phân số rồi, nó không phải là số nguyên. Vậy nó không thuộc tập hợp Z các số nguyên. Tiếp theo, ý D. Không có phải là số hữu tỉ hay không? À, không là số hữu tỉ, đúng không? Không là số hữu tỉ. Nó không phải là số hữu tỉ âm, cũng không phải là số hữu tỉ dương, nhưng nó là số hữu tỉ. Vậy nó sẽ thuộc tập hợp Q. E âm 7,3 có thuộc tập hợp Q các số hữu tỉ hay không? Âm 7,3 là số thập phân, ta viết được dưới dạng là âm 73/10. Nó viết được dưới dạng số thập phân, đúng không? Nó viết được dưới dạng số phân số, đúng không? Cho nên nó thuộc tập hợp các số hữu tỉ, đúng không? Bất kỳ số nào viết được dưới dạng số thập phân thì nó đều là số hữu tỉ. Vậy âm 7/3, âm 7,3 viết được thành âm 73/10, nó là số hữu tỉ, đúng không? Vậy nó thuộc tập hợp Q. Tiếp theo, ý cuối cùng là ý G. 3/2/9 có phải thuộc tập hợp Q hay không? Nha. 3/2/9 sẽ chuyển sang phân số. Tử sẽ là 3 × 9 + 2. 3 × 9 = 27, cộng 2 là 29, mẫu là 9. Vậy nó sẽ bằng phân số là 29/9. Vậy nó là số hữu tỉ, đúng không? Vì nó là viết được dưới dạng phân số mà. Vậy nó thuộc Q. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài số 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Ý A. Nếu A thuộc N thì A thuộc Q. N là gì? Là các số tự nhiên, đúng không? Thì A thuộc Q. Ý này là đúng. Vì bất kỳ số tự nhiên nào cũng có thể viết được dưới dạng phân số với mẫu số là 1. Mà khi viết được dưới dạng phân số, mẫu số là 1 thì nó sẽ thuộc trong tập Q này, đúng không? Đấy, thế thôi. A thì viết được A bằng A phần 1. A phần 1 sẽ thuộc Q. Vậy thì tất cả các số tự nhiên đều thuộc Q nhé, đúng không? Không nói gì là riêng A. Vậy tiếp theo ý B. Nếu A thuộc Z thì A sẽ thuộc Q. Z là tập hợp các số nguyên, gồm nguyên âm và nguyên dương. Cũng có thể viết được dưới dạng các phân số với mẫu là 1. Như vậy, nếu A thuộc Z thì A sẽ thuộc Q. Ý này là đúng. C. Nếu A thuộc Q thì A thuộc N. Nếu số A này là một số hữu tỉ thì nó sẽ thuộc tập hợp N. Ý này là sai hoàn toàn. Đấy. Tập hợp số hữu tỉ, ví dụ như là lấy luôn đi, 29/9, đúng không? Nó không thuộc nên nào rồi, không thuộc tập hợp có số tự nhiên đâu. Số tự nhiên không có phân số này, đúng không? Đấy. Chỉ có khi mà nó thuộc N thì nó thuộc Q, còn nó thuộc Q thì nó sẽ không thuộc N được. Ngược lại nhé. Như vậy ý này là sai. Ý D. Nếu A thuộc Q thì A thuộc Z. Ý này cũng sai. Không đúng. Vì ta lấy ví dụ, nếu A thuộc Q, Z là tập hợp các số nguyên này, âm 1, âm 2, âm 3, vân vân, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, gồm số nguyên âm và số nguyên dương. Nhưng mà số 5/7, đúng không? Hoặc là 3,4 không phải là số nguyên, đúng không? Như vậy thì khi mà nó thuộc tập hợp mà 3,4 và âm 5/7 thì nó thuộc Q, đúng không? Nó thuộc Q. Đấy, vì nó có thể viết dưới dạng phân số. 3/4 thì là 3,4 là 34/10. Nó thuộc Q. Nhưng mà nó lại không thuộc Z, bởi vì nó không phải là số nguyên, đúng không? Như vậy ý này là sai. Nếu A thuộc N thì A thuộc Q. Ý này chính xác, đúng. Nhầm, ở đây là sao giống có hai ý giống nhau thế. Đây, nếu A thuộc N thì A không thuộc Q. Ý này là sai. Đấy.
Vì ngay ý này đó, a thuộc n thì a thuộc q là đúng, thì ngược lại luôn cái ý này, a thuộc n mà a lại không thuộc q thì là sai, đúng không? Bất kỳ các số tự nhiên nào đều viết được dưới dạng phân số với mẫu số là 1 thì nó sẽ phải thuộc q rồi, vậy không thuộc q là sai. Nếu a thuộc z thì a không thuộc q. Đây, nhìn ngay ý b, nếu a thuộc z thì a thuộc q. Cái câu này lại ngược lại câu kia, mà câu kia là đúng thì câu này không thể là đúng được, chắc chắn sẽ là sai rồi, không còn phải suy nghĩ gì, đúng không? Tiếp theo chúng ta sang bài số 4. Bài 4. Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào. Ta thấy từ 1, từ 0 đến 1 là một đơn vị, chưa? Từ 0 đến 1 cũng là một đơn vị. Ta xem một cái đơn vị này người ta chia ra làm bao nhiêu đơn vị nhỏ. 1, 2, đúng không? Khoảng cách từ đây đây là 1, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Chia làm 7 phần bằng nhau. Đấy. Chia làm 7 phần bằng nhau. Vậy từ đây đây cũng chia làm 7 phần bằng nhau, đúng không? 7 phần bằng nhau. Đấy. Mà ở đây, từ 0, như vậy nó sẽ chia làm 7 đơn vị mới. Mỗi một đơn vị này sẽ chia làm 7 đơn vị mới. À. Và mỗi một cái phần nhỏ nhỏ này chính là một phần, là một đơn vị mới, đúng không? Vậy thì ở đây, từ 0 đến C sẽ là 2 đơn vị mới như vậy. Trong tổng cái đơn vị là 7 này, đúng không? Là 7 đơn vị bé bé này, mới này. Chiếm 2 trong 7 đơn vị mới chính là 2 phần 7. Như vậy ở đây, ý C sẽ biểu diễn cái số hữu tỉ là 2 phần 7. Ý D, à, cái điểm D thì biểu diễn số nào, đúng không? Ở đây sẽ là 2 rồi 3, 4, 5, 6. 6 phần, đúng không? Trong tổng số 7 phần, nó sẽ là 6 phần 7, đúng không? Đấy. Tiếp theo, ý B, từ 0 đến âm 1 cũng là 7 đơn vị, đúng không? Chia làm 7 đơn vị mới, đơn vị nhỏ. Mỗi cái này là 1 đơn vị, đúng không? Đấy, từ 0 đến đây là 1, đây là 1, đây là 1 nữa. 1, 2, 3, đúng không? Sẽ là 3 trong tổng số 7. Từ 0 đến 1 là 7 mà, đúng không? Vậy chính là âm 3 phần 7. Ở đây nó sẽ là âm 3 phần 7. Từ 0 đến âm 1 nó sẽ là âm rồi nhé, là âm 3 phần 7, đấy chưa? Tiếp theo đến cái điểm A. Thì một cái đơn vị, một đơn vị này chia làm 7 phần, đúng không? Vậy là 5 là 7 phần rồi. Tiếp theo ở đây thì mỗi cái đơn vị nhỏ này lại là một phần đơn vị mới. Thì cái này nó cũng bằng những cái đơn vị này, đúng không? Vậy nó cũng tính là một đơn vị, đúng không? Vậy nó sẽ là đến đây đến A nó sẽ là đầu tiên từ 0 này đến 1 này. Nó sẽ là 7 phần rồi nhá, đúng không? 7 đơn vị nhỏ rồi. Tiếp theo đến một đơn vị nữa là 8 này, một đơn vị nữa là 9 đơn vị, đúng không? Từ 0 đến ngược lại đây là 9, đúng không? Như vậy nó lại là 9 phần 7 nha. Và ở đây là ở đường trước 1, ở đường trước là 0, đúng không? Đường trước 0 trở lại đây nó sẽ là âm, vậy nó sẽ là âm 9 phần 7. Đấy. Từ 0 đến 9 là 9 đơn vị, đúng không? Của tổng số, mỗi đơn vị này người ta chia ra làm 7 đơn vị nhỏ, cho nên là nó sẽ là chiếm là 9 phần 7. Chính là âm 9 phần 7. Đấy. Bài tập số 5. Tìm số đối của mỗi số sau. Có bài 5. Trong 11. Tìm số đối của mỗi số sau. 9/25. Ta trả lời đi. Ta trả lời số đối của 9/25 là âm 9/25. Đấy, thì ngược lại một cái dấu thôi, đúng không? Tiếp theo thì số đối của âm 8/27 sẽ là 8/27. Tiếp theo số đối của âm 15/31 sẽ là 15/31. Số đối của 5/6 sẽ là 5/6. Đấy. Chính là 5/6 nên là hiểu không? 5/6, đúng không? Bằng âm 5/6. Mà số đối của nó sẽ bằng âm của âm 5/6 thì sẽ bằng là 5/6. Chỉ cần việc ngược lại cái dấu của nó thôi, đúng không? Tiếp theo 3,9. Số đối của 3,9
sẽ là âm 3,9. Số đối của số âm 12,5 là 12,5. Như vậy chúng ta vừa chữa xong 5 bài tập của bài 1 tập hợp các số hữu tỉ, tập hợp quy các số hữu tỉ. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chữa tiếp các bài tập 6, 7, 8, 9, 10 ở trang 11. Chúng ta hãy vào phần mô tả của video này, chúng ta vào link để xem tiếp video chữa các bài tập, các bài từ 6 đến 10. Chúng ta hãy đăng ký kênh, like để chia sẻ cho nhiều các bạn khác cùng xem với nhé. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở trong bài học tiếp theo.